sao nè? Chưa, nó mới ngắm vô hả? Năm. Ôi trời ơi, khoan. Ai? Một, tiếp theo. Mười rồi, cắm đi. Ngồi đi. Đứng lên cắm. Đứng lên. Thử. Rồi, còn mình em đó. Hey, em sử dụng hết nè, em bỏ cho được rồi mà đúng không? Được. Mười, nhắm tới khoan, đừng đi. Lên tỉnh là wow, cái ruộng của tôi. Lắm lên, lắm lên. Ai trời, hoặc 400 cây dữ vậy. Tại vì em thấy nó, mấy cái chỗ này nó bị trống nè. Ngã là làm lại nha. Ngã là quay lại nha. Hey. Rồi, ok, xong. Giỏi quá. Vừa rồi đội của bạn hoàn thành 30 cây lúa trong vòng 5 phút. Đội mình làm nhanh hơn thì mình chiến thắng nha. 3, 2, 1, bắt đầu. Đổ lên em ơi. Ê, đi đâu, đi đâu? Đây nè Hoàng ơi, vậy nè Hoàng. Đi vậy không được, nó bận quá trời. Hoàng ơi, không được rồi. Bận lắm. Lẹ đi 5 phút. Rồi chương trình cho. Gà đi, em vô cho. Cho đội của anh Hoàng là cái vòng này nửa tiếng nha. Gà làm trong đầu gối của anh Quay, hiểu không? Trời ơi, từ từ đứng, từ từ. Rồi, gã về, đi về làm lại. Mời rồi, từ từ, ngồi xuống. Để, ngã nó đi là thua đó. Chậm. 3, 2, 1, 1, hay quá. Tôi. Nghỉ ngơi. Không sao, cho anh Hoàng nữa tiên. Thôi, con bò vô đi nha. Thôi, vậy thay quy định rồi. Một. Không, em phải đứng. Đứng không được. Đứng sao được, cái bụng bự quá. Cần quá. Đứng sao được. Lẹ lên, không, đi ra đi em chút. Quay đầu gối á, một đầu thôi, quay, một đầu quay. Quay sao? Vậy nè, quay vậy nè, một đồng quay vậy nè. Được. Nó ôm nhớ rồi. Rồi. Một. Hai, lên trước là hai nha. Em đáng chưa? Trời chết. Nó là cầm cái chân lo dùm đó. Chạy trời ơi. Vậy đi. Vậy đi cho lẹ. Ê, cái người ở dưới không mệt, hai người thì mệt nè. Mười, rồi vậy đấy, lẹ, dậy cấy lúa, lẹ. Trời ơi, ăn cho nhiều vô rồi không chịu di chuyển. Dậy cái lúa lẹ đi. Mà đang bắt em đứng nữa, đứng dậy kéo lúa đi. Tình đó. Rồi, cấy đi. Rồi, cấy đi. Lẹ không tẻ nha mẹ. Lại cấy lẹ đi. Mười, rồi tiếp đi. Ngồi khóc luôn, không có thấy được, ngồi khóc. Từ từ. Đứng dậy cái nha. Cho em thiện lên. Đứng dậy. Hay quá, rồi xong. Thôi được rồi con, cái dư rồi. Như vậy là, thưa quý vị thân mến, với sự bao bọc của mỡ và sự tỏa sáng của mỡ và lan tỏa hết các mạch máu trong cơ thể, anh Hoàng đã nghĩ ra cách là lau sàn nhà để cấy lúa. Và sự hợp tác của các bạn hoàn thành trong 5 phút 11 giây thua người ta. Tại vì người ta mập, nó té đồng vòng mới là bớt 11 giây được rồi. Ý là em đã giúp đỡ tụi anh rồi. Kéo đó, giờ kéo đó. Bước vào đại tiệc, xin mời. Yeah. Rồi, bây giờ món đầu tiên mình dùng là món gì cô ạ? Chắc gỏi hả? À, đầu tiên mình sẽ sử dụng là món gỏi trước. Món gỏi thì mình sẽ sử dụng tất cả các loại rau.
rau rừng rồi đúng rồi các loại rau rừng nhà. Mình có thể hái những cái rau sau nhà của mình hết bản từ cái lá chùm ruột, lá ổi, lá xoài cho đến là lá mận. Thì đối với cái món này ngày xưa là nó được biến tấu từ cái món gỏi cá ra. Mình sẽ lấy rau rồi. Rau mình cuốn lại thành giống như cái phễu. Bây giờ thì là Trường Giang sẽ làm thử cho mọi người giống xem như cái món gỏi cá mai này kia đúng không cô? Cũng rồi nhưng mà cái cách ăn nó sẽ đặc biệt hơn rất là nhiều. Và cái nước chấm của nó thì lại là có ở trong đó là hèm rượu hay là mẻ người ta nấu ở trong đó. Đúng rồi. Đây, sau khi chúng ta chấm xong thì chúng ta sẽ ăn nhé. Ăn vua. Ăn cái té mỏ vô xấu quá. Chung là món này á mà chủ yếu ăn lá là chính. Dạ. Nhưng mà kết hợp với các loại thịt, tôm, cá chấm cái nước này thì rất là nhẹ nhàng. Món này không muốn gọi là no hay ngấy gì hết. Em thích ăn rau lắm. Cuốn nhỏ nhỏ thôi, không có cuốn bự. Ăn đi, lát hỏi mấy câu hỏi thử biết không nha. Dạ, trời ơi, em ăn khỏe vô là em trời đất ơi, tỉnh táo chứ. Với thịt luộc đúng không? Ừ, đúng rồi. Thịt luộc, tôm, cá. Tôm. Nè, Linh Lăng nè. Cái lá này là lá xá xị là cũng thơm nè. Đúng rồi, lá xá xị. Lá xá xị là thơm nè. Dạ. Ngon anh. Xá xị. Sao nè? Chưa, nó mới ngấm vô hà. Từ từ. Nhưng mà mấy đứa không biết ăn rau kia, mấy đứa ăn salad nhiều quá không ngon. Người ta ăn cái này là đâu? Phải ăn rau rừng. Ăn này là ăn rau rừng nhiều mới ngon. Đúng rồi, ăn đúng mấy rồi. Cái lá giống Trường Giang ăn gì đó đó. Em đặc biệt rất là thích ăn rau tế tô. Nãy giờ ta ăn gỏi lá mà tưởng tụi nó ăn bánh xèo không á. Rau rừng nó có cái độ chát chát mà dạ. Nó chung với lại mấy cái này nó vừa ngọt, nó vừa mặn, nó vừa chát chát, nó vừa chua chua. Nó đủ đó, làm nó không có bị khó chịu. Ủa cô, nó có mấy cái sợi gì vậy cô? Ở trong đó có mình thêm trứng, mình đánh vô thêm. Trứng? Thì vì cái này nó hơi béo béo. Nói chung là cái này ngon. Dạ ngon. Dạ. Ngon ha. Ừ thì em đói, tại em mới thấy mới ngon á, chứ còn tụi anh no rồi. No rồi, không ăn. Không có thấy gì đâu. Không thấy thèm hả? Không thèm. Nó thòi lá cóc đó rồi không? Cái đó là lá mận á. Ủa này lá mận hả cô? Giờ mình ăn món gì nữa đây? À, bây giờ thì mình sẽ ăn tiếp đến là cái món bò một nắng chấm với lại muối kiến. Muối kiến. Nè, bây giờ anh hỏi là tại sao gọi đây là muối kiến? Dạ, bánh tre. Đi anh. Ngon, bánh tre. Muối kiến, tại vì nó nhỏ như con kiến. À, chương trình ơi, cắt cái câu trả lời vừa rồi nha, để gia đình buồn. Em thấy có hộp muối nào mà anh bự như con trâu không em? Rồi, bây giờ mình sẽ ăn bò một nắng hả? Bò một nắng. Bò một nắng mình chấm với muối kiến nha.